cuộc khủng hoảng hạt nhân tên lửa trên bán đảo Triều Tiên đã diễn biến nóng bỏng trong suốt cả năm 2017, khiến thế giới nhiều phen ngạt thở. Những cuộc đấu khẩu và cân não giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên lên đến đỉnh điểm. Kể từ đầu năm 2017 tới nay, cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đã liên tục gia tăng căng thẳng và đỉnh điểm là vụ thử ICBM Hoa Song 15 hôm 30 tháng 11. Đây cũng là động thái mới nhất trong hàng loạt các vụ trả đũa lẫn nhau giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ. Trong bối cảnh các biện pháp đe dọa, trừng phạt đều không phát huy hiệu quả, kể cả ba nghị quyết liên quan được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban hành trong năm 2017, còn giải pháp quân sự mà Hoa Kỳ dự định áp dụng sẽ chỉ gây tổn hại cho tất cả các bên. Rõ ràng, ngoại giao là con đường duy nhất có thể giúp phá vỡ thế bế tắc hiện nay. Tuy nhiên, để có thể trở lại bàn đàm phán, đòi hỏi các bên phải có những bước đi thỏa hiệp để tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại. Vậy nhưng, cho tới nay, cả Hoa Kỳ và Triều Tiên đều chưa bên nào chịu nhượng bộ, khiến cho khả năng hạ nhiệt tình hình vẫn còn rất mờ mịt. Cho dù còn vô vàn khó khăn, nhưng cơ hội không phải là không có khi mà các bên đều đã nhận thấy rõ sự kém hiệu quả của các biện pháp trừng phạt được áp dụng suốt từ đầu năm 2017 đến nay. Thay vì các tuyên bố sặc mùi chiến tranh, Hoa Kỳ đã hướng tới biện pháp đối thoại. Còn trong phát biểu mới nhất, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ quyết tâm đưa Triều Tiên độc lập về chính trị, tự cường về kinh tế và tự lực về quốc phòng, nhưng tránh những ngôn từ mang tính hiếu chiến thường thấy. Thêm vào đó, ông Kim Jong-un cũng cam kết Triều Tiên sẽ là một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm, không đe dọa bất kỳ nước nào và khu vực nào nếu các lợi ích của Bình Nhưỡng không bị đe dọa. Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh, theo ông thì đâu là cái nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự leo thang căng thẳng trong hồ sơ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên của năm 2017 vừa qua? Chà, tôi nghĩ là ở đây nó có hai phía, tức là nguyên nhân chính và cơ bản vẫn là một là bên ngoài các cường quốc và thứ hai là nội bộ của nội tại của Bắc Triều Tiên. Thì bên ngoài tôi nghĩ rằng ở đây rõ ràng rằng là cái việc mà phối kết hợp giữa các cường quốc ấy, nó không hài hòa. Rõ ràng rằng mỗi một nước đều có một cái lợi ích riêng của mình. Đấy, thí dụ như là Mỹ chẳng hạn thì tôi cho rằng là cái quan điểm của Mỹ ở đây ấy, nó cũng không rõ ràng, đúng không? Nó cũng thiếu cái sự nhất quán. Tức là lúc thì Mỹ gia tăng cái ảnh hưởng của mình bằng cái sức mạnh quân sự, muốn sử dụng cái sức mạnh quân sự để có thể nói rằng đe dọa Triều Tiên. Nhưng mặt khác thì Mỹ lại không thể nào phối kết hợp được với Trung Quốc và Nga. Đấy, bởi vì Trung Quốc và Nga thì lại không chấp nhận cái phương án gọi là sử dụng sức mạnh quân sự. Đấy, và vì vậy thì tôi thấy rằng rõ ràng rằng là Mỹ cũng hơi lúng túng. Thực ra nói là Tổng thống Donald Trump thể hiện sự lúng túng, không biết nên làm thế nào. Nhưng mà cái khó ở đây thì tôi thấy chính ở chỗ là Trung Quốc lại có nhiều mục tiêu quá. Đấy chính là cái điều mà làm cho cái tình hình ở Bắc Triều Tiên nó không giảm đi sự căng thẳng. Thế còn đương nhiên Nga thì chúng ta đều biết rồi, rõ ràng rằng trước một cuộc bầu cử tổng thống tại Nga như thế này thì rõ ràng Tổng thống Vladimir Putin cũng không muốn rằng là cái uy tín và cái vị thế của mình bị giảm sút. Và vì vậy thì tôi nghĩ rằng đúng là đây đứng từ phía bên ngoài rõ ràng rằng là cái lợi ích của các quốc gia nó vẫn là mâu thuẫn. Và vì vậy thì không có một tiếng nói chung. Nếu như tất cả bây giờ đều nói có một tiếng nói chung thì tôi nghĩ rằng là tình hình sẽ khác. Còn đứng về phía bên trong thì rõ ràng chúng ta phải nói năm 2017 là một năm mà tôi cho rằng là Bắc Triều Tiên và Chủ tịch Kim Jong-un đã thành công. Thành công bởi vì rõ ràng rằng là họ chứng minh được cái sức mạnh quân sự của họ. Nào là bị áp lực từ tất cả các nước lớn, nào là bị Liên Hợp Quốc trừng phạt, nào là bị bao vây kinh tế, thế mà họ vẫn phát triển cái sức mạnh của mình, thử tên lửa 27 lần. Và nếu bây giờ tôi nói là có lẽ rằng là điều họ mong muốn là gì? Họ muốn một điều duy nhất. Kể cả đại sứ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có nói với tôi rằng là muốn được đối xử bình đẳng. Đấy. Muốn được đối xử, muốn được thừa nhận. Đấy. Thì thừa nhận cái gì? Thì cái điều thừa nhận là muốn thừa nhận là Bắc Triều Tiên là có như một quốc gia bình đẳng với các quốc gia khác. Hay là có vũ khí hạt nhân thì đúng cái điều này thì rất là khó. Nếu mà công nhận Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân thì đấy là một cái điều rất là khó, bởi vì chúng ta thấy là họ phải tuân thủ cái hiệp ước
chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên thì tôi vẫn muốn rằng là đấy, phải có cái tiếng nói chung ở đây, không để cho cái tình trạng gọi là căng thẳng kéo dài và dẫn tới một cuộc xung đột. Đó là điều không ai muốn. Thôi thì có thể là Bắc Triều Tiên vẫn phát triển, thế thì các quốc gia khác có cái sự gọi là chưa hài hòa về mặt lợi ích hay chưa có tiếng nói đồng thuận, nhưng mà cái việc mà không để ra xảy ra một cái cuộc chiến tranh, một cuộc xung đột quân sự là cái điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm, Bắc Triều Tiên cũng phải trách nhiệm về việc này, và hy vọng là năm 2018 thì cái căng thẳng sẽ giảm xuống, đúng không? Sẽ không có một cái cuộc xung đột nào xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Thưa tiến sĩ Trần Việt Thái, theo quan sát của ông thì vì đâu mà tất cả các cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm vận Triều Tiên trong năm 2017 liên quan tới cái chương trình hạt nhân của nước này thì đều không có hiệu quả trong việc buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân của mình? Vâng, nếu nói đến cái tại sao các cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc lại ít hiệu quả với Triều Tiên như vậy thì có lẽ chúng ta phải nhìn vào quan hệ giữa nước lớn. Quan hệ mà Mỹ-Trung thì Mỹ có lợi ích khác, Triều Tiên có lợi ích khác. Mỹ muốn phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Mỹ muốn là Triều Tiên từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân. Và muốn một nước Triều Tiên chuyển đổi. Nó khác với chưa? Thế còn Trung Quốc thì họ cũng không muốn Triều Tiên là có vũ khí hạt nhân. Vì họ cũng chẳng thích thú gì khi mà Triều Tiên cứ thỉnh thoảng lại mang vũ khí hạt nhân ra thử ngay sát biên giới với họ. Thế nhưng mà họ cũng có những cái động cơ, nhưng có những cái tính toán khác. Đấy, thế thì cái câu chuyện này nó rất phức tạp. Và cái việc mà nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nó không có hiệu quả với Triều Tiên, và nó trước hết là các nước lớn có lợi ích khác biệt. Đấy là cái nguyên nhân đầu tiên. Cái nguyên nhân thứ hai là thực ra mà nó nhìn lại các cái nghị quyết trừng phạt Triều Tiên thời gian qua chủ yếu do Mỹ và phương Tây đẩy. Nhật Bản và Hàn Quốc, đấy là mấy cái nước đấy. Thế nhưng mà chính những nước này họ lại không có cái vị thế như Trung Quốc trong quan hệ với Triều Tiên. Trung Quốc là gần nhất với Triều Tiên, biên giới dài nhất. Thế rồi là họ có nhiều công cụ chính trị, công cụ pháp lý nhất trong quan hệ với Triều Tiên. Thế còn cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an lại tùy thuộc rất lớn vào cái việc thực thi của các nước, trong đó có Trung Quốc. Thì do vậy mà do lợi ích khác biệt, thế rồi là do cái vị thế địa chiến lược, địa chính trị nó không giống nhau. Nói ví dụ như đơn cử như bây giờ Mỹ muốn phong tỏa cái chuyện dầu mỏ đối với Triều Tiên, mà Trung Quốc không hợp tác thì rất khó. Đơn cử như vậy thôi cũng thấy là cái sự khác biệt. Cho nên là ở đây có cái yếu tố nước lớn rất quan trọng. Ngoài ra mình không thể không nhắc đến cái sự phải nói là độc lập, tự lực tự cường của người Triều Tiên. Phải nói là xã hội Triều Tiên sau rất nhiều thập kỷ họ bị bao vây cô lập, bị cấm vận như vậy mà họ vẫn trụ được. Nó là hình ảnh bên ngoài nhìn vào và nói là nhà cửa cũng không đến nỗi, thế rồi là cái sự phát triển của xã hội cũng không đến nỗi. Tất nhiên là họ khó khăn lắm. Tuy nhiên nếu cứ cái tình trạng này kéo dài, trước mắt thì có thể nói là đến là về ngắn hạn, thế nhưng mà về dài hạn thì nếu nó kéo dài những lệnh cấm vận này thì cũng không có gì đảm bảo là họ sẽ trụ được. Một khi nếu vấn đề Triều Tiên đi quá cái giới hạn đỏ mà những cái nước lớn như Trung Quốc phải hợp tác, Nga phải hợp tác, thì tình hình một mình Triều Tiên rất khó giữ được. Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị và các đồng chí, bên cạnh